TikToker xin gây thất thủ tại một trường học khi xuất hiện tại sự kiện giao lưu mới đây. Cô nàng sinh năm 1997 đã bị bao vây từ phía, fan đu bám ngụt thở, chìm giữa biển người. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu cô xuất hiện hậu công khai người yêu. Xin, Bùi Thảo Ly, đang là cái tên có thể nói là chiếm sóng rộng khắp mạng xã hội trong suốt những ngày qua. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1997 này đã tạo sóng dư luận khi bất ngờ công khai có bạn trai sử dụng công nghệ AI để che danh tính nhưng không ngại hôn nhau đắm đuối trên clip mới được đăng tải trên TikTok. Các fan của Xin ngay lập tức lùng sục danh tính người đàn ông của nữ TikToker. Cái tên đang nằm trong vòng ngờ vực nhất chính là cậu em thân thiết của Xin, nam TikToker Ngô Đình Nam. Dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng qua những chi tiết như vòng tay, phụ kiện trang sức, mái tóc thì netizen đều khẳng định chắc nịch rằng đó là Ngô Đình Nam. Giữa lúc cả mạng xã hội dậy sóng về chuyện tình chị ơi em yêu chị của Xin và Ngô Đình Nam thì mới đây, Xin cũng đã xuất hiện tại một sự kiện ở trường học quảng bá nhãn hàng sữa mà bản thân đang đồng hành. Đây cũng là lần đầu tiên Xin xuất đầu lộ diện hậu công khai có bạn trai. Chính vì thế, ngay từ khi có mặt ở trường học, Xin đã khiến các fan dần dần phấn khích tột độ. Theo đó, nữ TikToker gốc Lâm Đồng đã bị bao vây từ phía các fan học sinh ở trường học khi nhìn thấy idol TikTok Xin ngay lập tức đã chạy ùa tới giao lưu cùng Xin. Lọt thỏm giữa biển người, Xin dường như mất dạng, thoi thóp vì quá đông. Thậm chí, một số người khi thấy những hình ảnh này còn lo lắng Xin sẽ phải ngộp thở. Chính chủ nữ TikToker cũng tỏ ra bất ngờ bởi không nghĩ sự xuất hiện của bản thân lại được đón nhận quá nồng nhiệt như trên. Đồng hành tại sự kiện, Xin còn sánh đôi chung cùng nam diễn viên Him Phạm. Cả hai đã có những màn tương tác đáng yêu, đem lại không gian giao lưu vui vẻ, nhiều cảm xúc tại sự kiện. Sự xuất hiện của cả hai đã thật sự gây bùng nổ khi đăng tải những hình ảnh các em học sinh bu kín. Netizen đều phải sốc bởi số lượng quá đông, sự nhiệt thành khó ở đâu sánh nổi. Nhờ vào hiệu ứng công khai bạn trai, vì thế Xin xuất hiện ở đâu cũng tạo nên cơn địa chấn. Về chuyện tình cảm, mặc cho dân mạng đang ra sức đồn đoán, đẩy thuyền kịch liệt cho cô với Ngô Đình Nam, thì nữ TikToker vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phản đối. Trước đó, cô cùng Ngô Đình Nam đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò bởi độ đẹp đôi, tình cảm khăng khít mà cả hai thường xuyên công khai trên mạng. Ngô Đình Nam sinh năm 1999 tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước đây anh từng học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhưng vì đam mê nghệ thuật nên anh quyết định đổi hướng trở thành sinh viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Anh là TikToker trẻ nổi tiếng với những video hát triệu view trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, anh còn gây xôn xao khi tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và mong muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ. Ngoài những clip hát triệu view trên mạng xã hội, Ngô Đình Nam còn là một võ sĩ Võ Việt Nam chính hiệu. Anh học bộ môn này từ ngày bé, đạt đến đai vàng và từng tham gia thi đấu ở nhiều cuộc thi trên toàn quốc. Hiện người hâm mộ đang vô cùng trông chờ lên tiếng xác nhận thông tin về danh tính bạn trai từ Xin. Riêng về các fan ship couple cho cô với Ngô Đình Nam thì hơn ai hết đều mong muốn người ấy chính là anh chàng gốc Vũng Tàu này.